Chào mừng cả nhà đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. 16 người nghi bị điện giật chết trong nhà máy Ấn Độ. Ít nhất 16 người tử vong và 6 người bị thương trong nhà máy xử lý nước thải ở bang Uttarakhand nghi do điện giật. Ranjit Rawat, người đứng đầu cơ quan y tế bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ nói rằng một nhân viên bảo vệ bị điện giật vào khoảng 11:30 hôm nay khi đang làm nhiệm vụ tại nhà máy xử lý nước thải ở huyện Chamoli. Khi người dân địa phương tập trung tại đó, họ chạm vào hàng rào kim loại nhiễm điện và cũng bị điện giật. Giới chức cho biết trong số 16 người thiệt mạng, có một cảnh sát và 3 thành viên lực lượng dân phòng. Các dân phòng này tử vong khi tìm cách cứu viên cảnh sát bị điện giật. Người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Thủ hiến bang Bhutkasin Hanmi đã lệnh điều tra sự việc, đồng thời gửi lời xin buồn đến gia đình người bị nạn. Tình huống dẫn đến thảm kịch sẽ được làm rõ sau khi điều tra chi tiết. Tuy nhiên, đây có vẻ là tai nạn do điện giật. Himanshu Khurana, thẩm phán huyện Chamoli cho hay, nhà máy xử lý nước thải nơi xảy ra sự cố là một phần trong chương trình của chính phủ Ấn Độ nhằm bảo tồn sông Hằng. Bản tin tiếp theo, Pháp kết án tù hơn 700 người tham gia bạo loạn. Bộ trưởng Tư pháp Pháp cho biết hơn 700 người bị kết án tù vì bạo loạn tháng trước, ca ngợi phản ứng của thẩm phán với các phần tử gây rối. Điều cực kỳ quan trọng là phải phản ứng kiên quyết, có hệ thống. Điều cần thiết là phải lập lại trật tự quốc gia, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Éric Dupond-Moretti hôm nay cho hay. Theo ông, các thẩm phán đã đưa ra 1.278 phán quyết liên quan đến vụ bạo loạn, trong đó có hơn 95% bị cáo bị kết án với tiền tội danh từ phá hoại đến tấn công cảnh sát. Số người bị kết án tù lần này vượt qua con số trong cuộc bạo loạn năm 2005, khi khoảng 400 người bị bỏ tù. Bạo loạn ở Pháp bùng phát sau khi cảnh sát bắn chết thiếu niên gốc Algeria Nahen Mezouit, 17 tuổi, người rượu ga chạy khỏi chốt giao thông phía tây Paris ngày 27 tháng 6. Đây trở thành vụ bạo lực đô thị tồi tệ nhất ở Pháp kể từ năm 2005. Sau 4 đêm đụng độ nghiêm trọng, bạo loạn được kiểm soát nhờ việc giới chức triển khai khoảng 45.000 thành viên lực lượng an ninh, trong đó có cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ và xe bọc thép. Theo số liệu chính thức, hơn 3.700 người đã bị cảnh sát bắt, trong đó có ít nhất 1.160 trẻ vị thành niên. Độ tuổi trung bình của hơn 3.700 người bị bắt là 17. Trẻ vị thành niên được xét xử tại tòa án dành riêng cho độ tuổi này. Bộ trưởng Dupond-Moretti đã nhiều lần kêu gọi các thẩm phán đưa ra những bản án nghiêm khắc để răn đe. MEDEF, liên đoàn lao động lớn nhất nước Pháp, đầu tháng này cho hay bạo loạn khiến 200 cơ sở kinh doanh bị cướp phá, 300 chi nhánh ngân hàng và 250 cửa hàng thuốc lá bị phá hoại, gây thiệt hại 1,1 tỷ USD. Bạo loạn cũng làm nổi bật các vấn đề căng thẳng kéo dài của phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng, đặc biệt tại các khu dân cư đa sắc tộc. Nắng nóng châu Âu là lời cảnh báo từ địa ngục. Nắng nóng hoành hành từ Tây Ban Nha tới Hy Lạp là lời cảnh báo cho thấy biến đổi khí hậu không còn là vấn đề mà châu Âu có thể làm ngơ. Bản đồ thời tiết ở các nước Nam Âu những ngày qua vẫn duy trì màu đỏ đậm, khi nhiệt độ tăng vọt trên 40 độ C ở nhiều nơi, thậm chí gần 50 độ C ở Sicily và Sardinia, Italy. Nhiệt độ ban đêm ở Madrid thường xuyên duy trì trên 25 độ C, khiến thành phố này giống như ở một quốc gia vùng xích đạo. Tháng 6 là tháng nóng nhất trong 120.000 năm qua trên trái đất, còn từng nóng nhất lịch sử diễn ra vào đầu tháng 7. Nắng nóng kéo dài cực kỳ nguy hiểm là hình thái thời tiết trong vài tuần qua ở khu vực Bắc Bán Cầu. Tờ Guardian cho rằng đợt nắng nóng ở châu Âu là lời cảnh báo từ Hades. Hades là thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp, nơi có chó ngao ba đầu Cerberus và người lấy đầu Charon đưa linh hồn người chết qua sông tới địa phủ. Cerberus và Charon cũng được dùng để đặt tên cho hai đợt sóng nhiệt liên tiếp nhau, để nền nhiệt nhiều nơi ở châu Âu lên mức cao chưa từng thấy. Nắng nóng, cháy rừng, lũ lụt đang tàn phá nhiều vùng ở Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc. Hiện tượng nóng lên toàn cầu không phải là lời giải thích duy nhất cho tác động khủng khiếp của hai đợt nắng nóng Cerberus và Charon.
Giống năm 2016, năm nóng nhất từng được ghi nhận, hiện tượng El Nino đang khiến nhiệt độ trái đất tăng nhanh. Nhưng mỗi khi hiện tượng này tái diễn, nhiệt độ trung bình toàn cầu thường tăng lên 0,2 độ C và tiếp tục nung nóng hành tinh vốn đã nóng hơn do khí thải nhà kính. Trái đất càng nóng thì nguy cơ xảy ra các sự kiện thời tiết cực đoan được càng cao. Tại châu Âu, rãnh áp cao ở khu vực phía Nam đang bao trùm khu vực trong một vòm nhiệt, trong khi nhiệt độ cao bất thường ở bề mặt Địa Trung Hải khiến khí nóng lẫn quẩn trên đất liền. Tổ chức Khí tượng Thế giới nhận định đợt nắng nóng Cerberus đẩy châu Âu vào tình huống khó thường. Một số nhà khoa học dự đoán trong năm nay hoặc năm sau, nhiệt độ toàn cầu có thể vượt ngưỡng tăng 1,5 độ C mà Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu Liên Hiệp Quốc IPCC đề ra. Vượt qua ngưỡng này, hàng loạt vấn đề nghiêm trọng chắc chắn sẽ xảy ra như di cư hàng loạt, mất mùa, giá lương thực tăng vọt do thời tiết khắc nghiệt, dẫn đến nhiều tổn thất về người. Các bình luận viên của Guardian nhận định trước những thách thức này, các chính trị gia châu Âu lại cho thấy sự thờ ơ và chậm chạp đáng báo động. Tuần trước, một phần cốt lõi trong thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu được thông qua với tỷ lệ xích sao, khi các nước đang chú trọng hơn vào xung đột Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng, cùng bóng ma suy thoái kinh tế thay vì kiên trì với mục tiêu phát thải ròng bằng không. Tiến bộ mà châu đạt được trong những lĩnh vực then chốt để đạt mục tiêu khí hậu như giao thông, lối sống và nông nghiệp, tiến bộ vẫn còn quá chậm chạp. Đợt sóng nhiệt Cerberus và Charon là những lời nhắc nhở hùng hồn rằng châu không thể trì hoãn giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu để ưu tiên cho những khủng hoảng khác. Châu đang nóng lên nhanh hơn bất kỳ lục địa nào, trong khi các lãnh đạo chính trị lại phản ứng quá chậm và thời gian không còn nhiều, bài bình luận của Rudian có lợn. Bản tin thứ tư, vũ khí giá rẻ có thể giúp Ukraine tập kích cầu Crimea. Chuyên gia phương Tây nhận định, xuồng tự sát là vũ khí giá rẻ và phi đối xứng mà Ukraine đã tận dụng để tấn công các mục tiêu như cầu Crimea. Mikhailo Fedorov, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine, ngày 17 tháng 7 thông báo các phương tiện hàng hải không người lái đã gây ra các vụ nổ làm hư hại một nhịp cầu Crimea, nối bán đảo cùng tên với lục địa Nga, khiến giao thông ở tuyến đường trọng yếu này tê liệt. Truyền thông phương Tây dẫn các nguồn tin cho biết, cơ quan an ninh Ukraine FPU và hải quân nước này đã phối hợp tấn công cầu Crimea bằng xuồng tự sát không người lái USV. Các chuyên gia phân tích phương Tây nhận định USV sẽ là vũ khí giá rẻ hiệu quả cao mà Ukraine có thể tận dụng để tung ra các đòn tấn công tầm xa vào sau phòng tuyến Nga, trong đó có cầu Crimea là mục tiêu hàng đầu. USV được nhiều quốc gia phát triển, trong đó có Ukraine và Mỹ, với nguyên lý sử dụng phương tiện điều khiển từ xa mang theo khói thuốc nổ lớn để vào mục tiêu như cầu, tàu chiến. Khí tài này có giá tương đối rẻ, đặc biệt so với chiến hạm truyền thống hoặc hệ thống phòng thủ cần thiết để tiêu diệt chúng. Ukraine đã gây quỹ cộng đồng để phát hiện một hầm đội USV cho hải quân. Các phương tiện này lần đầu giúp họ có lợi thế trong chiến dịch tấn công các chiến hạm Nga hồi tháng 10 năm 2022. Samuel Bennett, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hàng hải tại Mỹ, nhận định chi phí chế tạo và bảo vệ USV ít hơn rất nhiều so với số tiền mà bên phòng thủ phải bỏ ra để đối phó với chúng. Điều này tạo ra lợi thế phi đối xứng cho Ukraine khi họ có thể gây áp lực cho hệ thống phòng thủ của Nga với chi phí thấp cùng cực cùng có sẵn trong điều kiện chiến sự. Nó cũng gây ra mối đe dọa thường trực với cầu Crimea, công trình được đánh giá mang tính biểu tượng lớn và là tài sản có giá trị của Nga. Nga từng sử dụng cầu Crimea vận chuyển thiết bị quân sự trước khi mở chiến dịch hồi cuối tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 10 năm ngoái, cây cầu bị tấn công và sập hai nhịp, buộc Nga phải chuyển hoạt động vận tải sang hành lang trên bộ, nối từ bán đảo Crimea đến vùng phía tây nước này. Việc cầu Crimea liên tục bị tấn công đặt ra câu hỏi về cách Nga có thể bảo vệ cây cầu huyết mạch này trước mối đe dọa từ USV. USV không thể vượt qua đoạn đường hàng nghìn km, nhưng chúng cần vận hành gần vị trí của người điều khiển hoặc khu vực triển khai, chuyên gia Bendit nói. Để phát hiện tàu mẹ triển khai USV, Nga sẽ phải bố trí lực lượng lớn phương tiện tinh sát, tuần tra vùng biển xung quanh, cũng như các cảm biến hiện đại để phát hiện những động thái bất thường. Vụ tấn công cho thấy Ukraine đã khai thác thành công lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ cầu Crimea bằng cách tung ra những USV tương đối rẻ tiền nhưng hiệu quả, chuyên gia này nói. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay,
cũng là bản tin khá là hay và thú vị luôn nha cả nhà. Và để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ông Biden dùng giấy nhớ khi nói chuyện với Tổng thống Israel. Tổng thống Biden liên tục nhìn giấy nhớ khi trò chuyện với Tổng thống Israel Herzog tại Nhà Trắng và dường như gặp khó khăn khi phát âm một số thành phố. Đây là tình hữu nghị mà chúng tôi tin rằng đơn giản là không thể chia cắt. Chúng ta cùng nhau nỗ lực để mang đến an ninh và hội nhập nhiều hơn trong khu vực Trung Đông. Rất nhiều công việc khó khăn và chúng ta còn nhiều thứ phải làm, nhưng đã có những bước tiến. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Tổng thống Israel Isaac Herzog tại phòng bầu dục của Nhà Trắng ngày 18 tháng 7. Trong phần lớn lời phát biểu kéo dài một phút trước khi báo chí bị mời ra ngoài, Tổng thống 80 tuổi nhìn vào giấy nhớ ông cầm trên tay hoặc để trên đùi thay vì nhìn thẳng vào ông Herzog. Ông Biden sau đó mô tả một số sáng kiến của chính quyền ông, như hỗ trợ thỏa thuận hải giới giữa Israel và Lebanon, ủng hộ quyết định của Ả Rập Saudi và Oman về việc cho phép các chiến bay Israel bay qua lãnh thổ của họ. Tổng thống Mỹ dường như gặp khó khăn khi phát âm tên các thành phố Awaba của Jordan và Sha'en Sheikha của Ai Cập, nơi các lãnh đạo Israel và Palestine gần đây gặp nhau với sự tham gia của chính phủ Mỹ và khu vực Trung Đông. Như tôi đã khẳng định với Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm qua, cam kết của Mỹ với Israel vẫn như bàn thạch và chúng tôi cũng đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Biden nói thêm và không nhận câu hỏi từ phóng viên. Nhà Trắng nhiều lần chỉ trích chính phủ của ông Netanyahu vì nỗ lực cải cách hệ thống tòa án Israel, ý tưởng được các chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc liên minh với ông Netanyahu thúc đẩy. Vì cải cách này dẫn đến các cuộc biểu tình lớn trong nước. Tổng thống Herzog nói với ông Biden rằng có một số chính phủ đôi khi nhầm lẫn rằng một số khác biệt đang ảnh hưởng đến mối quan hệ không thể phá vỡ của chúng ta. Tổng thống Israel sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong ngày 19 tháng 7 để kỷ niệm 75 năm ngày độc lập Israel. Ít nhất 5 nghị sĩ dân chủ dự kiến không nghe ông Herzog phát biểu để phản đối chính sách của Israel với người Palestine. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông ở bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng Trần Lộc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong tương lai sẽ được nhiều sự ủng hộ hơn nữa từ quý các khán giả khác luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà với những bản tin tiếp theo nha. Bye bye.